quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể đón nhận được những video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến chuyên mục Chuyện lạ quanh ta hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đi bộ trong rừng phát hiện bộ lông chó vàng, tới gần quan sát mới biết là bảo vật. Thưa quý vị, thế giới động vật phong phú, muôn màu, muôn vẻ, tuy nhiên sẽ không khó để có thể bắt gặp được những màn photocopy kỳ lạ. Chắc chắn nhiều người sẽ nhầm lẫn, đây là bộ lông của một chú chó còn sót lại khi thân thể đã bị mục nát, tuy nhiên đây lại là rễ cây của một loài thảo dược quý. Cũng bởi vì hình dạng đặc biệt mà loài cây này có tên là kim mao cẩu tích. Cẩu tích là loài bản địa từ Trung Quốc cho tới phía tây bán đảo Mã Lai. Khi mọc thẳng, cây chỉ cao tới 1 mét, nhưng nó thường mọc bò, tạo thành các cụm trên các sườn đồi, tại các khu rừng thưa và tại các khu vực có dấu chân người. Cẩu tích được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa và Đông Nam Á. Mặc dù từng có sự phân bố khá rộng, nhưng cẩu tích đã bị thu hái tích cực tại Đông Nam Á, dẫn tới sự suy giảm về số lượng. Được biết, trong những năm xảy ra nạn đói tại Trung Quốc, những người dân tại Quảng Đông đã cứu đói bằng cách luộc củ của loài này để chống đói. Cây được thu hái quanh năm, người dân thường chặt bỏ toàn bộ cành, đào lấy toàn bộ phần bẹ và những vùng có lông vàng của cây bao phủ. Nó còn được biết đến là vị thuốc giúp bổ can thận, mệnh gân xương, lưng gối, trừ phong thấp, trị chứng thận hư, đau lưng, cứng cột sống, tiểu tiện khó cầm, khí hư, bạch đới. Tác dụng này có được là do cẩu tích hút huyết thanh của máu, hình thành máu cục, bởi vậy làm cho máu nhanh chóng đông. Là một vị thuốc có nhiều công dụng, hiện nay kim mao cẩu được khai thác trong tự nhiên và gây trồng tại nhiều nơi trên các vùng Đông Nam Á và Trung Quốc. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể đón nhận được những video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.